Chào các bạn, đây mình sẽ cho các bạn coi những cái bộ máy băng mình cung cấp băng nha các bạn. Đây mình cung cấp đầy đủ tất cả băng, mình có máy sang từ sang băng mình sang cấp, các bạn nào không có băng đó mình sẽ cung cấp băng cho các bạn. Cho các bạn một cuồng với em lấy các bạn 400.000 cuồng gốc nha các bạn, bảo đảm đây 400.000 cuồng nha các bạn. Cò cuốc đây, cò cuốc rồi nhiều không bắt cho được nhiều đó. Đây là đang sạc bình nè, gỡ bình sạc đi, gỡ gần ngay giờ gỡ hoài, bắt tiếng cho thử các bạn nha, bắt thử tiếng là tiếng thôi chút xíu rồi ha. Cò cuốc rất chuẩn nha các bạn. Đây thôi vậy được rồi, mình cung cấp băng cho bạn, mình cung cấp hiện cuồng mình lấy các bạn 400.000 đó, cũng núm hay là ốc cao trần nghịch xéo vậy. Các bạn nào có nhu cầu đó, xin liên hệ mình, số điện thoại mình là 0967433204, chuẩn bạn tiếng chuẩn không đấy. Ok đó các bạn, mình khu vực này mình sang băng ra mình chỉ bán trên mạng cho các bạn, cũng núm chín gì đây nhiều lắm bạn ơi. Máy sang các bạn, máy sang đây. Cây vít chỉnh chậm lẹ, chỉnh đây nè, đây là chậm, chậm lẹ đây. Còn ở chỗ cái trong cái góc này thấy không? Nè, góc này nè, nè, trong đục. Các bạn dặn xiết vô thì nhỏ lại lớn ra thì nó dặn ra thì lớn, mà trong đục cũng này luôn á. Hay mất cái đó luôn. Rất là nhiều tiếng các bạn. Các bạn nào có nhu cầu đó mình cũng có máy thẻ ở đây. Đây. Máy hát thẻ đây. Mình cũng cung cấp máy hát đó cho các bạn luôn. Với tiếng chim của máy hát thẻ không có luôn. Băng cũng có mà tiếng chim của máy hát thẻ không có. Bạn nào mà có nhu cầu xài băng hay thẻ gì á, liên hệ mình, tiếng nào mình cũng có vậy. Bất cứ tiếng con gì mình cũng có. Số điện thoại mình là 0964 3204, ngồi mình ghi trên số ấy cho các bạn. Bây giờ băng bây giờ nó hiếm lắm các bạn ơi, em thiệt. Chỉ chắc có anh, chắc anh tôi là chắc chỉ cũng còn ba cái băng gốc rồi thôi. Rồi các bạn nào có nhu cầu xài băng đó xin liên hệ mình nha. Rồi vậy bắt nhiêu rồi vậy, để nói vậy rồi các bạn cũng hiểu rồi. Thì chào các bạn nha.